Kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua, hệ thống gây mưa đã mang tới mưa rào cho khu vực Bắc Bộ dưới diện rải rác. Và theo nhận định trong ngày hôm nay thì mưa dông vẫn còn lặp lại. Hiện Bắc Bộ nằm ngay ở phía nam của một dãy mây dông, vì vậy mà bầu trời chuyển sang có mây dông. Một số khu vực sẽ là nhiều mây và có mưa rào vào thời điểm ban ngày, như là tại Lai Châu, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lào Cai. Còn tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông của Bắc Bộ thì mưa xuất hiện chủ yếu vào lúc chiều tối. Lưu ý là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi còn đạt lượng mưa vừa. Khi di chuyển tới địa hình dốc và thoải thì quý vị cần hết sức lưu ý để phòng sạt lở đất có thể xảy ra. Trong khi đó, tại miền Trung của nước ta, vừa qua nắng nóng chỉ vừa mức độ vừa phải thì trong ngày hôm nay, mức độ nóng cũng chưa có biểu hiện gia tăng, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Vào chiều tối thì mưa rào và dông sẽ nhiều hơn một chút so với 24 giờ qua. Thời tiết nhìn chung chưa có sự chuyển biến nào đáng kể. Xuống tới khu vực phía Nam, tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay thời tiết vẫn có nắng gián đoạn trong ngày, tuy nhiên thì mây dông trên vùng ven biển vẫn tồn tại và vào thời điểm tối nay thì khối khí biển trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ lấn nhẹ vào trong đất liền, đưa mây dông và mưa rào vào khu vực dưới diện rải rác. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Tối ngày hôm qua thì mưa dông đã lan xuống Hà Nội, vì vậy mà sáng sớm nay trời nhiều mây, một vài nơi còn xảy ra mưa rào nhẹ. Trong ngày hôm nay chỉ có nắng yếu, gián đoạn và mây dông có thể bất ngờ kéo sang từ phía Tây hoặc di chuyển xuống từ phía Bắc, do đó mà mưa rào được dự báo sẽ lặp lại vào thời điểm buổi chiều. Ngày hôm nay trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao trên 85%, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt chỉ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 31 độ. Theo nhận định, khả năng có mưa xảy ra rất cao, vì vậy nhiều công trình cầu đường đang tiến hành tại nội đô, hoặc việc sửa sang nhà cửa hay xây dựng chung cư, khu đô thị mới nên lưu ý thu dọn vật dụng gọn gàng và che chắn cẩn thận, đề phòng nhiều dụng cụ có thể bị thấm nước mưa sẽ nhanh bị hỏng hóc. Thành phố Hải Phòng thời tiết đầu tháng 6 cũng được chào đón bằng những ngày có mưa mát mẻ và dễ chịu. Hôm nay nhiệt độ chỉ dao động từ 24 đến 30 độ. Trời nhiều mây dông, có mưa rào bất chợt trong ngày, độ ẩm không khí cao trên 87%. Nhiều tuyến đường tại thành phố không được rộng cho lắm, đặc biệt là những tuyến đường nối với đường 5 để đi vào thành phố có chiều ngang gần như chỉ rộng hơn chiều ngang của xe container một chút. Do vậy, mà khi lưu thông bằng xe máy thì quý vị nên lưu ý, quan sát và nên nhường các xe có trọng tài lớn, không nên di chuyển gần các xe này. Đặc biệt trong điều kiện trời mưa thì chúng ta nên mặc một bộ đồ áo mưa gọn gàng và dễ quan sát. Xuống tới miền Trung, mức độ nóng tại đây vẫn chưa có dấu hiệu tăng thêm. Ngày hôm nay mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 33 độ. Những nơi gần biển như thành phố Đà Nẵng thì nhiệt độ vào khoảng 33 độ. Càng về đêm nhiệt độ giảm thấp và chỉ còn dao động ở ngưỡng là 26 độ, độ ẩm trung bình khoảng 75%. Bên cạnh đó, trường gió đông nam ngoài biển vẫn liên tục đưa ẩm vào trong đất liền, do đó mà tính chất khí nóng sẽ được xoa dịu và chiều tối nay khả năng mưa rào nhẹ vẫn lặp lại ở một vài nơi. Tuy nhiên, diện phổ biến vẫn là ít mưa nên thời tiết nơi đây vẫn còn khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và tắm biển của du khách, cũng như các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Ngày hôm nay, thời tiết vào buổi sáng và trưa tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nắng, tuy nhiên vào khoảng sau 5 giờ chiều thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện. Mưa dông không nhiều lắm nên thời tiết có phần ủng hộ cho sinh hoạt cũng như giao thông của người dân nơi đây trong ngày làm việc đầu tiên của tuần mới, với nhiệt độ trong ngày dao động từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa quý vị, mặc dù vào chiều tối nay mưa rào và dông xảy ra khá ít và cũng tạnh nhanh, tuy nhiên do đang là mùa mưa tại khu vực này, do vậy số ngày giảm mưa như ngày hôm nay là không nhiều. Theo nhận định, khoảng 2 đến 3 ngày tới thì mưa rào và dông vẫn lặp lại và ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông của người dân, đặc biệt là trên những tuyến phố trũng. Tại Cần Thơ và các tỉnh thành miền Tây trong ngày hôm nay cũng giảm mưa, nắng lên nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày vượt quá là 34 độ. Trời khô và có nắng nhiều, về chiều tối thì nền nhiệt giảm xuống và duy trì mức từ 26 cho đến 28 độ, độ ẩm trong ngày là từ 70 đến 85%. Trong ngày hôm nay tại Cần Thơ vẫn nhiều mây dông đan xen ánh nắng vào ban ngày và chiều tối vẫn có được những trận mưa rào, tuy nhiên thì lượng mưa dông cũng chưa nhiều để gây ngập úng. Trong khoảng 2 đến 3 ngày tới thì mưa dông vẫn còn lặp lại, do đó mà bà con nên chuẩn bị trước việc thu hoạch các vườn quả chín và xây dựng mái vòm che chắn các vườn cây mới ra quả non. Thưa quý vị, và để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các bạn khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.